review lại cho cả nhà xem. Đây là vườn cỏ rộng lớn luôn các bạn nhá. Ở đây là hàng chục hecta và bên này là nhà máy chăn nuôi bò sữa. Và mình trả lời câu hỏi cho các bạn là tại sao lại công ty lại trồng nhiều giống cỏ Guinea Mombasa như thế này. Thì chia sẻ với các bạn là cái cỏ Guinea Mombasa này thì nó có nhiều ưu điểm khác nhau. Và ưu điểm đầu tiên nhất là nó có thể là chịu hạn khá là tốt. Và các bạn có thể thấy là hai bên đường nhá, ở đây là ngoài lê, qua cái cọc kia ấy, thì ở phía bên trong là của công ty, còn ở phía ngoài ấy, thì người dân là người ta lại trồng thêm để người ta thu hoạch đem vào chăn nuôi bò sữa. Và ở ngoài này thì người dân quản lý thì kể nó, người ta trồng, người ta cứ để nó như vậy thôi, thì nó lại nảy mầm, nó lại tái sinh lại, nó phát triển. Còn ở trong kia là công ty trồng rồi là thu hoạch bằng máy thì nó đều phát triển tốt. Tuy nhiên là ở phía bên trong kia là người ta thu hoạch lâu rồi nên là nó phát triển nó tốt hơn. Và ưu điểm thứ hai là nó có nhiều dinh dưỡng và chúng ta không cần phải chăm sóc nhiều, chúng ta cắt xong chúng ta bón phân hoặc là chúng ta tưới nước phân thì nó lại nảy mầm, nó tái sinh lại như thế này thôi. Đấy, các bạn có thể thấy này, đây, non mềm và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Và ở phía bên trong này nó phát triển thì nó khá là ok hơn. Đấy. Và người ta trồng nhiều như thế này ấy, thì người ta để chăn nuôi bò sữa, và bò sữa thì ở phía bên trong kia. Còn trồng ở phía bên ngoài này ấy, thì nó sinh trưởng nó tốt như thế này các bạn ạ. Và người ta trồng, tại sao người ta lại trồng nhiều như thế này? Tại vì cái cỏ cái nê này ấy, so với các loại cỏ thường ấy, thì nó có chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn so với cỏ thường. Và tốc độ sinh trưởng của nó thì nó nhanh hơn, nên là người ta ưu tiên trồng cỏ cái nê Mombasa này. Và thực chất là cỏ Guinea Mombasa này ấy, thì cho trâu bò ăn ấy, thì cho tỷ lệ tiết sữa nó cao hơn, nên là người ta trồng nhiều như này để người ta đem vào người ta ủ chua. Và cỏ Guinea này người ta ủ chua thì nó sẽ tốt hơn so với cỏ voi, tại vì cỏ voi nó ủ chua thì tỷ lệ lên men của nó không cao, và dinh dưỡng của người ta thống kê, người ta phân tích ấy, thì nó sẽ không cao so với là cỏ Guinea này. Cỏ voi nó không bằng cỏ Guinea này các bạn nhé. Đấy, review lại cho các bạn xem ấy. Một cánh đồng Guinea Mombasa người ta trồng như vậy. Và ở ngoài ra thì còn phía bên này nữa, thì ở đây là nói chung là hàng chục, hàng trăm hecta. Các bạn có thể thấy thực tế đấy là người dân của bên mình người ta trồng ấy. Còn phía bên trong này là cũng người dân trồng, nhưng mà quy hoạch để cho nhà máy và cắt để nhập cho nhà máy sữa phía bên trong này các bạn nhé. Nếu bạn nào muốn biết thông tin chi tiết cũng như là muốn được cung cấp giống thì các bạn có thể là kết nối để bên mình tư vấn và hỗ trợ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một số nội dung video sau.